chào mừng các con đã quay trở lại khóa học tiếng Anh lớp 2 trên trang web olm.vn. Các con hãy đón xem ngày hôm nay chúng ta sẽ học chữ cái gì nhé. J. Big J. Little J. Các con hãy đọc lại theo cô nào. J. J. Chữ cái J được phát âm là J. Các con hãy nhắc lại theo cô. J. J. Tốt lắm. Word. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ở trong bếp đang có những món ăn nào nhé. In the kitchen. Jelly. Jelly. Pass me the jelly, please. Here you are. J, J, jelly. Jam. Jam. Pass me the jam, please. Here you are. J, J, jam. Juice. Juice. Pass me the juice, please. Here you are. Ja, ja, juice. Chúng ta cùng xem cách viết chữ J in hoa và in thường. Đầu tiên là cách viết in thường. Tiếp đến là cách viết in hoa. Tốt lắm! Chúng ta cùng chuyển sang phần thứ hai. Cấu trúc. Structure. Các con có nhớ khi chúng ta thể hiện chúng mình thích cái gì, chúng ta dùng cấu trúc nào không? Đúng rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn lại cấu trúc I like, tớ thích. Ví dụ như khi các con muốn diễn tả các con rất thích ăn mứt, các con sẽ nói như thế nào? Đúng vậy. I like jam. Các con hãy lắng nghe lại đoạn hội thoại sau. Pass me the jam, please. Here you are. Trong đoạn vừa rồi, chúng ta thấy khi mình muốn nhờ người khác đưa cho mình cái gì, chúng mình sẽ dùng cấu trúc pass me the please. Có thể đưa cho tớ, được không? Và câu trả lời của chúng ta sẽ là here you are của bạn đây. Vậy, khi con muốn nhờ bạn đưa cho mình nước ép, các con sẽ nói như thế nào? Đúng rồi, các con sẽ nói pass me the juice, please. Và câu trả lời của chúng ta sẽ là here you are. Các con làm rất tốt. Let's play. Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ nhỏ nhé. Bên kia bờ sông là những nải chuối chín vàng. Bạn khỉ con rất muốn sang được bên kia bờ. Các con hãy trả lời các câu hỏi để giúp bạn khỉ con sang được đến bờ bên kia nhé. I like juice. Thank you.
Pass me the jelly, please. Pass me the jelly, please. Here you are. Các con giỏi lắm. Các con đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi và giúp bạn khỉ con qua được đến bờ bên kia. Bạn khỉ con cảm ơn các con rất nhiều. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo trên trang web olm.vn.